món heo nó đặc biệt hơn, đó là nó có cái pha trộn nhiều thứ và trình bày theo nhiều kiểu đó. Thì món heo là vậy, món heo là thức uống mà nó không có rượu làm nền, tức là không có nhiều rượu, gọi là món heo đó. Tần, nó tần. Còn ly sử dụng, ly sử dụng thì có nhiều kiểu ly, nhưng mà món này chị nên dùng cái chén ly cao vì chị rót tần. Rồi xong, chụp lại thôi không bạn. Rồi nước ép. Rồi rồi, được rồi, trả cái ly về chỗ cũ đó. Xong cho đá vô gần đầy ly, đúng rồi, đúng đúng rồi, rót dứt khoát lên lưng muỗng từ từ thôi, rót được rồi là thắng lại thì cho nó từ từ đệm đặn cho nó không có trào mạnh xuống đây nó mới ra tầng được. Rồi tiếp tục rót. Dứt khoát đừng để nó tràn ra ngoài, tiếp tục đó. Chị thấy nó ra tầng rồi phải không ạ? Nhưng mà do bưởi mình làm nó sánh đầu nó lớn xuống màu vàng rồi. Rồi đổ vô cái này, khỏi đệm nữa, khỏi đệm nữa. Rồi 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 rồi, rồi. Đổ thẳng vô luôn, xong. Cái này được trang trí bằng một trái dâu tỉa hoa hồng, cái này phải bằng trái dâu tỉa hoa hồng. Rồi cắm.